Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Mọt Tri Thức. Nếu bạn là một người yêu động vật hoặc đang nuôi những thú cưng ở trong nhà, thì khi xem video này, bạn sẽ đau buồn hoặc là thấy thật tồi tệ và khủng khiếp. Nhưng động vật là như thế, chúng không phân biệt được nên hay không nên ăn thứ gì đâu. Trong quá trình tìm thức ăn, nếu có vật gì trong tầm mắt chúng, thì chúng sẽ không xác định được và cứ vậy là nuốt thôi. Hãy can đảm cùng với Mọt xem video ngày hôm nay và đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cũng như không bỏ sót các nội dung mới nhất, thú vị nhất mỗi ngày cùng với nhà Mọt. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào! Câu chuyện đầu tiên, rùa nuốt đồng xu. Trường hợp hy hữu đầu tiên trong video ngày hôm nay xảy đến với con rùa biển sống trong một cái ao ở Thái Lan. Nó bỗng chốc trở nên nổi tiếng sau khi bác sĩ lấy được 915 đồng xu từ dạ dày và ruột của nó. Con rùa này đã ăn những đồng xu cầu may mà khách du lịch ném xuống ao. Và các bác sĩ đã phải mất tận 4 giờ để có thể loại bỏ 5kg đồng xu từ cơ thể của con rùa này. Họ không thể tưởng tượng được rằng bằng cách nào mà con rùa có thể nuốt được nhiều đồng xu đến như vậy. Các bác sĩ đã phải gây mê cho con rùa 25 tuổi này và cắt một phần mai của nó để phẫu thuật. Mặc dù sau khi phẫu thuật thì con rùa này đã ăn uống và bơi lội như bình thường, nhưng mà thật đáng tiếc, 2 tuần sau nó lại đột ngột qua đời. Nguyên nhân chính gây ra cái chết của con rùa này có thể là do đã bị nhiễm trùng đường ruột. Câu chuyện thứ hai rất đau lòng xảy ra đối với bà Watiba, 54 tuổi, sống ở đông nam của Sulawesi, Indonesia. Lần cuối cùng bà được nhìn thấy là ở trong vườn nhà, nhưng cả đêm sau đó thì bà đã không trở về. Có đến 100 người dân đã tham gia vào cuộc tìm kiếm bà Tiba cho tới khi phát hiện thấy một con chăn có phần bụng to bất thường, nằm cách dép, dao dựa và ngọn đuốc của bà khoảng 30 mét trong một bụi cây rậm rạp. Mọi người khóc và bị sốc. Tất cả đều hết sức sợ hãi khi thấy con chăn to lớn nằm ở đó. Đó là chia sẻ của một người dân bản địa. Dân làng sau đó đã gọi cảnh sát và khoảng 9 giờ sáng, người ta mổ bụng con chăn và đưa thi thể của bà cụ 54 tuổi ra ngoài. Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Indonesia vào tháng 3 năm 2017 khi mà người dân ở một ngôi làng hẻo lánh trên đảo Sulawesi của Indonesia rạch bụng con chăn khổng lồ và phát hiện thi thể một người đàn ông bên trong. Indonesia từ lâu đã được biết tới là nơi thường xuyên có các loại chăn khổng lồ, thường xuyên giết hại động vật rồi nuốt chửng chúng. Thứ ba là bò mang thai đã chết với 71kg rác ở trong bụng. Thật hoang đường nhưng mà lại có thật. Một con bò mang thai ở bang Haryana của Ấn Độ được giải cứu sau một vụ tai nạn giao thông. Các bác sĩ thú y sớm nhận thấy là nó có vấn đề gì đó bất thường trong cơ thể nên đã quyết định phẫu thuật để cứu con vật này. Trong cuộc phẫu thuật kéo dài 4 giờ, các bác sĩ thú y đã bị sốc khi phát hiện tới 71kg rác, bao gồm là những nhựa này, đinh, rồi là viên bi, móng tay và rất nhiều các loại chất thải khác trong dạ dày của con bò. Các bác sĩ đã phải dùng lực cơ bắp rất mạnh ở tay thì mới có thể kéo hết được rác ra ngoài. Nhưng do lượng rác quá lớn, cả bò mẹ và cái thai của nó đều chết. Rất nhiều trường hợp động vật chết do ăn phải rác thải nhựa. Trường hợp con bò mang thai trên đây chỉ là một trong những số đó thôi. Điều này làm chúng ta phải suy nghĩ, hành động vì môi trường xanh và sạch đang ngày càng ô nhiễm đấy các bạn ạ. Chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ tư. Nếu như ở trên là con chăn nuốt một người trưởng thành to lớn, thì ở đây là chăn nuốt trọn khăn tắm cỡ lớn vào bụng. Không chỉ các con vật ngoài tự nhiên nuốt phải dị vật đâu, mà thú cưng trong nhà cũng hay nuốt phải. Không hiểu bằng cách nào đó, con chăn có tên là Monty, 18 tuổi này, đã nuốt trọn vẹn cái khăn tắm vào bụng trước khi được đưa đến bệnh viện. Đội ngũ y tế đã gây mê con chăn trước, rồi chụp X-quang để xác định là chiếc khăn trong cơ thể của nó. Sau đó thì các bác sĩ sử dụng một cái kẹp dài để kéo chiếc khăn ra khỏi con chăn. Bệnh viện cũng cho biết là con chăn Monty đã nhanh chóng bình phục và đã ra viện rồi. Vài ngày sau đó thì người chủ của Monty cho biết con chăn đã vui vẻ và háu ăn trở lại. Tiếp tục là một câu chuyện về rác thải nhựa và những hệ lụy tiêu cực của nó ảnh hưởng đến hệ sinh thái của chúng ta. Lần này không phải là bò đâu, mà là với một chú rùa biển kém may mắn. Có lẽ ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối không chỉ với con người mà còn đối với cả động vật trên thế giới. Mới đây thì hai nhà khoa học từ bang Texas của Mỹ đã mạnh mẽ kêu gọi người dân không nên tiếp tục sử dụng đồ nhựa một lần sau khi họ trực tiếp nhìn thấy tác hại của chúng gây ra với sinh vật biển. Trong chuyến nghiên cứu khoa học tại vùng biển Costa Rica, các nhà khoa học là Christine Figgener và Nathan Robinson đã tìm thấy một con rùa biển đực quý hiếm đang khổ sở vì bị tắc mũi.
Người bình thường chúng ta tắc mũi đã thấy khổ lắm rồi, không biết là con rùa mà khi tắc mũi thì nó sẽ như thế nào đây? Đây là một chú rùa biển quý hiếm có tên gọi là rùa đồi mồi dứa. Ban đầu thì hai nhà khoa học nghĩ là thứ nằm trong mũi con rùa là ký sinh trùng ăn bám. Nhưng mà sau khi quan sát kỹ thì họ mới nhận ra là đó là một chiếc ống hút nhựa. Do đang ở vùng biển xa cách bờ lẫn trung tâm thú y nên hai nhà khoa học buộc lòng phải tự tay phẫu thuật để cứu sống con rùa đáng thương này. Thứ duy nhất mà họ có lúc đó chỉ là một chiếc kìm nhỏ. Sau 8 phút vật lộn, cuối cùng thì cả hai cũng rút được nhiều ống hút dài 12cm ra khỏi lỗ mũi của nó. Tuy nhiên, chiếc ống hút cắm vào lỗ mũi quá sâu nên khi rút ra, nó đã làm cho chú rùa chảy máu. Dường như vì quá đau nên chú rùa đã tỏ ra khó chịu với cả phẫu thuật bất đắc dĩ này. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, đoạn clip giải cứu cho chú rùa đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với hàng trăm nghìn lượt share kêu gọi chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ môi trường. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với một loài vật nữa, nhưng có vẻ loài vật này khá quen thuộc với các bạn đấy. Chăn nuốt mèo cưng. Trong thế giới động vật, các con vật hết sức táo tợn. Chúng có thể tấn công con người hoặc là động vật nếu như quá đói hoặc là do bản tính hung dữ của mình. Vụ việc xảy ra tại Bangkok của Thái Lan đã khiến nhiều người lo sợ khi những vụ việc bò sát lẻn vào nhà xảy ra ngày càng nhiều tại đất nước này. Sawarak Charoen, 59 tuổi, cho biết con chăn dài 5 mét đã lẻn vào nhà của bà tại khu Pathum Thani và nuốt chú mèo cưng Bobo. Sau đó thì nó cuộn mình nằm gọn dưới một cái chậu với dự định là tiêu hóa nốt bữa ăn của mình. Tuy nhiên, bà Sawarak đã phát hiện ra con chăn và báo với đội cứu hộ địa phương. Sau khi đến hiện trường, đội cứu hộ đã đưa con chăn ra ngoài sân trước khi tìm cách cho nó nhả con mèo ra. Nhưng mà đáng tiếc là con mèo đã tử vong trong bụng con chăn mất rồi và được bà Sawarak chôn cất trong vườn nhà. Về phần con chăn, đội cứu hộ đã trả nó về tự nhiên. Hành trình khám phá những sự cố khủng khiếp tiếp tục đến với bí mật thứ 7, bất ngờ tìm được báu vật trị giá 35 tỷ trong bụng của một con cá voi. Có lẽ là bạn đang buồn vì chứng kiến các câu chuyện buồn và đau đớn của loài động vật và con người ở trên đây phải không nào? Nhưng mà hãy lạc quan lên, một chút tia sáng sẽ đến đây vì Mọt đang nói đến một sự việc vui, bất ngờ hơn với những thứ có trong bụng của các con vật. Một ngư dân ở Yemen nghèo khó đã đổi đời chỉ sau một đêm, mua được nhà, ô tô và thuyền mới. Nhờ tìm được kho báu Long Diên Hương trị giá đến 1,5 triệu đô la Mỹ, tương đương với 35 tỷ đồng trong bụng của một con cá nhà táng thuộc bộ cá voi và nó đã chết. Theo đó thì Long Diên Hương thường được gọi là kho báu của biển hoặc là vàng nổi vì độ quý hiếm của nó. Các ngư dân đã kể lại là trong một lần ra khơi đánh bắt ở vịnh Aden, họ phát hiện xác một con cá nhà táng trôi trên biển. Họ kéo xác con cá khổng lồ vào bờ và mổ bụng nó. Thật may mắn họ đã tìm được khối Long Diên Hương này. Một ngư dân cho biết, mùi không thơm lắm nhưng nó đáng giá rất nhiều tiền. Sau đó thì họ đã chia tiền và nhiều người đã mua được nhà, ô tô, thuyền mới, thậm chí là đủ tiền cưới vợ nhờ khối Long Diên Hương quý giá này. Và cuối cùng trong những sự cố ngày hôm nay mà Mọt muốn nhắc đến đó là chú chó nuốt kim cương 20.000 đô la Mỹ. Một sự cố nữa vừa đáng giận lại vừa đáng thương xảy đến với chú chó Solie ở Rockville, tiểu bang Maryland của Mỹ. Một ngày, ông chủ George Kaufman đưa con vật cưng của mình tới cửa hàng trang sức để gặp gỡ một người buôn kim cương và ngắm nghía những viên đá quý. Bất ngờ là viên kim cương 3 carat trị giá 20.000 đô la Mỹ đột nhiên lăn trên sàn nhà và thẳng tiến tới chỗ của chú chó Solie. Trước khi ba người kịp chụp lại thì con chó đã rời gọn viên đá mất rồi. Solie nhanh chóng được đưa tới chỗ bác sĩ thú y. Vị bác sĩ khẳng định là viên kim cương sẽ được chú chó thải ra. Bởi vậy là ông chủ George mất tới 3 ngày lo lắng chờ đợi viên đá qua song sắt cũi chó. Ông chia sẻ thế này: mỗi sáng và tối tôi phải đến để thu thập lại chất thải và phân loại tìm kiếm. Thật chẳng thú vị chút nào, nhưng bạn cần làm điều phải làm. Sự kiên nhẫn của ông chủ cửa hàng trang sức cuối cùng cũng được đền đáp. George đã tìm thấy viên kim cương, rửa sạch và gửi trả lại cho người lái buôn. Các bạn thân mến, còn rất nhiều những trường hợp vô tình hay cố ý các con vật nuốt phải các vật mà chúng không nên nuốt. Có con thì may mắn được cứu sống, nhưng cũng có những loài đã sắp tuyệt chủng vì tác động của môi trường như là rùa biển hay một số loài chim như Mọt vừa kể trên. Tuy nhiên, chúng ta cần tránh xa những loài động vật hung dữ háu đói tấn công con người như chăn rắn nha các bạn. Bạn còn biết con vật nào nuốt dị vật khủng khiếp hơn không? Hãy comment cho nhà Mọt cùng biết với nhé. Và đừng quên like, share và ấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi các video sau của chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!